Hello, xin chào các bạn. Đối với clip này, video này, mình sẽ giới thiệu đến cây AG11 Orange Queen. Cây này được kiếm trong chế độ ai đấu trường sinh tử, đấu trường tử thần của ngoài. Tại mấy bạn mở rương có nha. Là mình cũng hên chứ lắm, mình mở được cây này được 7 ngày thôi. Thì mình cũng giao test cho mấy bạn xem. Cây này thì bắn thì cũng ok, được 45 vị một băng, và số đạn cũng hơi nhiều. Nếu mà các bạn có băng đạn, có xin bài thì ok, quá khỏe. Quyết nữa là mấy bạn bắn thả ra. Cái này đặc biệt là ít độ giặt nha, độ giặt rất là ít. Mấy bạn bắn chế độ tự động thì rất ok. Này cũng có chế độ nhắm này chỉ gần hơn chút thôi. Đây các bạn thấy không, đó. Rất là đầm đấy. Đi bạn ơi, khổ bạn quá. Nhưng bạn đó, mình chỉ test súng thôi chứ mình cũng ham hố gì đâu. Hơn đó mình không bị đến nhìn bài. Trời ơi, triple kill mấy bạn thấy chưa? Mình không biết sao bắn dính được. Cái mạng thứ hai không biết sao mình bắn dính được nữa. Ngộ quá ta. Trong đó bạn tơ chơi hay vậy thì cũng kích. Bạn tơ đứng treo máy thì cũng kích. Nó bạn nó vẫn chưa gà. Bạn nó tơ, bạn tơ là thịt gà. Không có tơ rồi làm gì ăn. Có bắt đầu tơ cào hay, cơ tơ giết hay thì kêu ô. Bạn này hách, bạn này bung. Thiệt là khó hiểu. Chơi này cũng tựa Liên Minh. Hách không kích đâu. Tôn không đích, không có report. Chơi này đứng tới, hóa ra là bị ép mùa 1. Khi chơi đứng quét không quét mùa 1, chẳng hiểu nguyên do. Đây, bung nữa. Bung bằng niềm tin nè. Hát luôn, ghê quá. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã bị đi ra ngoài chơi. Tội nghiệp mới làm tơ có một dáng à. Thấy sọt liên tục luôn, rất là đầm, cộng thêm nhẵn rồng nữa, trời đã gì đâu. Mà thiên dài như khí chính không? M4 A1 laser. Đã hết đạn rồi. Binh rồi. Hết rồi. Cú mạng. Dạ.
Alo, chú Nhân ơi. Chạy thôi, lên thùng hàng, nhanh lên. Chạy thôi. Đỡ thời gian rồi. Chém. Sao CF không vậy? CFM2916. Đây mấy bạn thấy chưa? Ram, ram rất là đã. Vẫn thịt là tuyệt vời. Thôi ơi, mình cũng cho mền luôn, cho mình mù luôn. Mình tao ra đây nè. Rồi, phát hiện nghi vấn hack. Bắn qua phát hiện nghi vấn hack luôn rồi. Xong luôn. Bye bye các bạn.